Từ những ngày đầu tiên khi thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch trở lại, MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc kêu gọi quyên góp và ủng hộ quỹ vaccine. Anh cũng không quản ngại khó khăn, đích thân mang những bữa cơm và lương thực thực phẩm đến cho bà con vùng tâm dịch. Là khách mời trong chương trình Sài Gòn Ta Thương, Quyền Linh tiết lộ lý do bất chấp nguy hiểm để nối dài công tác thiện nguyện trong thời gian này. Mình cảm thấy con nợ cuộc đời nhiều lắm nên mình phải có trách nhiệm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Covid mà có chưa ai đâu, mà Linh cũng không phải chàng trai sức khỏe cường tráng nên cũng sợ chứ, lo chứ. Nhưng sự thôi thúc của những hoàn cảnh sau sợi dây giăng đó, những giọt nước mắt đã át đi nỗi sợ hãi. Nam MC tâm sự rằng Sài Gòn như quê hương thứ hai của anh sau hơn 20 năm gắn bó và mưu sinh. Khi anh đem những món quà đến được với bà con, họ cười vui thì anh cũng quên đi nỗi sợ. Anh còn cho biết những người thân, bạn bè và khán giả ai cũng lo cho mình. Đó cũng chính là những động lực, niềm vui, hạnh phúc, hùng đúc thêm tinh thần cho anh. Trong chương trình, Quyền Linh không quên nhắc đến bà xã, Hậu Phương vững chắc luôn tiếp thêm sức mạnh giúp anh có thể một lòng chuyên tâm đi làm thiện nguyện. Nam nghệ sĩ tiết lộ do bận rộn với công việc, anh thậm chí quên cả sinh nhật con gái. Khi đó, cách phản ứng của gia đình nhỏ càng khiến cho nam MC ấm lòng. Đôi khi, trong lòng mình cũng có chút buồn vì mùa dịch, Linh ít ở nhà lắm. Mấy đứa nhỏ vắng ba chắc cũng buồn. Bà xã chỉ nói một câu, anh đi nhớ cẩn thận, ở nhà còn hai con nhỏ. Bà xã cũng ủng hộ Linh làm việc đó, còn Linh cũng biết ba đang đi làm việc tốt nên thông cảm. Quyền Linh cho biết trong quá trình cứu trợ, chưa một giây phút nào anh ngừng cố gắng để đưa các món quà kịp thời đến tay bà con. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh căng thẳng cộng với việc nhiều nơi cần hỗ trợ, MC Quyền Linh có chút xót xa và gửi lời xin lỗi đến bà con khi không đủ sức đi đến hết mọi nơi để giúp đỡ. Những nơi sâu xa, những con hẻm mà chúng tôi chưa tới được, hãy tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất những gì có thể, đến khi nào Sài Gòn hết bệnh. Lửa cháy ở đâu, mình dập ở đó. Bão dông ở đâu, mình lao đến đó. Mình nghe kêu ở đâu, mình chạy đến đó.